MC vượt lên chính mình nghẹn ngào kể về thời nghèo khó, làm giữ xe 200 đồng một chiếc. MC Quyền Linh lại có những phút yếu lòng nghẹn ngào khi nhắc về quá khứ nghèo khổ của mình cùng anh ba Ngọc Sơn. MC Quyền Linh cùng anh ba Ngọc Sơn cùng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm nghèo khó nhưng cũng thấm đậm tình người. Chắc hẳn bất cứ người nào khi nhắc tới MC Quyền Linh đều nghĩ ngay đến hình ảnh một anh MC hai lúa chất phác, thật thà, đúng với bản chất của con người miền Tây Nam Bộ. MC Quyền Linh được đông đảo khán giả từ già đến trẻ đều dành tình yêu thương đặc biệt cho anh. Trong tập 5 của chương trình Ca sĩ Bí ẩn, bên cạnh những giây phút vui nhộn khán giả vẫn thường thấy, MC Quyền Linh lại có những phút yếu lòng nghẹn ngào khi nhắc về quá khứ nghèo khổ của mình cùng anh ba Ngọc Sơn. Trong phần thể hiện của một thí sinh với ca khúc nổi tiếng Lòng Mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn, bất cứ ai cũng khó tránh khỏi những giây phút chạnh lòng khi giai điệu vừa cất lên. Nhưng đối với MC Quyền Linh, người đã trải qua rất nhiều thanh trầm trong cuộc sống lại mang thêm cho mình một cảm xúc rất khác. MC Quyền Linh cùng anh ba Ngọc Sơn bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm nghèo khó nhưng cũng thấm đậm tình người. MC Quyền Linh kể lại thời trẻ chơi chung và rất hâm mộ giọng hát của anh ba Ngọc Sơn. Ở mỗi xuất diễn anh ba, Quyền Linh đều ráng dành dụm để mua cho được một bông hồng lên tặng. Nhớ có lần cầm bông đi đến 3 ngày mà Ngọc Sơn vẫn chưa được hát vì hồi đó Ngọc Sơn chỉ hát lót. Cho đến lúc bông hồng khô đi rất nổ xuống, anh ba Ngọc Sơn mới được lên hát. Khó tránh khỏi xúc động, Quyền Linh vẫn nhớ rõ. Lúc anh ba vừa hát xong, tất cả mọi người đều khóc. Thậm chí Quyền Linh phải gắn nụ hoa đã rụng lên để tiến lên sân khấu tặng cho bạn của mình. Việt Hương cũng tiếp câu chuyện xúc động giữa tình bạn hai người, anh đáng kính. Cô cho biết, thời xưa khổ cực, MC Quyền Linh từng có thời đi giữ xe nhiều năm liền ở nhà hát Hòa Bình, chỉ với mức 200 đồng một chiếc xe đạp, khiến tất cả mọi người có mặt tại trường quay đều xúc động. Khi nổi tiếng, MC Quyền Linh xây dựng hình ảnh MC quốc dân, luôn song hành trong các chương trình về nghèo khó. Với sự nỗ lực không ngừng của mình, cả hai người bạn Ngọc Sơn Quyền Linh giờ đây đã trở thành một trong những người nghệ sĩ luôn được khán giả mến mộ bởi tài năng và sự cống hiến không ngừng mệt mỏi.